Chào bạn, mất ngủ có các triệu chứng quan trọng như sau: rất khó buồn ngủ, ban ngày thì ngủ gật nhưng ban đêm thì lại trằn trọc không thể chợp mắt và thường xuyên tỉnh giấc dù mới chỉ ngủ rất ít. Bạn nên thăm khám bác sĩ sớm nhất có thể nếu bạn có các triệu chứng sau. Nếu bạn bị mất ngủ kéo dài đến hơn một tháng mà không biết vì sao. Nếu sự mất ngủ của bạn là hậu quả của một sự kiện đau buồn nghiêm trọng trong đời. Nếu bạn bị mất ngủ mà lại cảm thấy mệt và ngủ gật thường xuyên trong ngày. Và nếu bạn mất ngủ và thực sự bị suy sụp và không thể duy trì được một nhịp sống bình thường. Chứng mất ngủ có thể chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, vài ngày, vài tuần. Nhưng nếu chứng mất ngủ trở thành mãn tính, nó có thể kéo dài đến nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Vậy, những nguyên nhân nào có thể gây ra mất ngủ? Các nguyên nhân gây ra mất ngủ thường rất khó có thể được nhận diện rõ ràng. Các thói quen xấu trong sinh hoạt, ăn uống hay thậm chí chỉ vì một nguyên nhân rất đơn giản như giường, chiếu, chăn đệm không thích hợp. Ngoài ra, các nguyên nhân bệnh lý như các cơn đau về thể xác vì bệnh tật, cao huyết áp, chứng lo lắng hay trầm cảm hoặc các tác dụng phụ của thuốc men, vân vân. Việc truy tìm căn nguyên của các chứng mất ngủ thường là một công việc rất khó khăn và cần có một cách nhìn nhận và tiếp cận toàn diện. Ở video này, tôi sẽ chỉ đề cập đến việc sử dụng các chất bổ sung dinh dưỡng để góp phần đấu tranh chống lại chứng mất ngủ, nỗi khổ của rất nhiều người. Trước khi đi ngủ, từ hơn nửa tiếng đến khoảng 45 phút, bạn hãy dùng các chất bổ sung dưới đây, có thể bạn sẽ ngay lập tức nhận được kết quả rõ ràng. Mỗi loại sản phẩm, bạn chỉ nên dùng liên tục trong vòng 2 tuần, sau đó chuyển sang dùng loại khác để tránh tạo ra thói quen phụ thuộc vào chúng. Chiết xuất cây nữ lang Valerian. Liều lượng, bạn có thể uống từ 150 đến 300mg mỗi ngày đối với chiết xuất tiêu chuẩn 0,8% acid valeric. Lưu ý, trong phạm vi từ 150 đến 350mg đó, bạn nên dùng bắt đầu từ liều thấp, sau tăng dần nếu thấy cần thiết. Có rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy tính an thần của chất này. Nó cũng có tác dụng rất tốt nếu ta sử dụng xen kẽ với các loại chất khác như hoa cúc, chamomile hay lạc tiên, passiflor. Những loài thực vật này có hiệu quả làm thư giãn và giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ. Trà hoa cúc chamomile, liều lượng một tách dạng tisane vào buổi tối. Lưu ý, bạn có thể sử dụng kết hợp với bất kỳ một chất bổ sung nào khác để chống mất ngủ, rất an toàn. Trà lạc tiên passiflor, cách sử dụng cũng tương tự như đối với trà hoa cúc nói trên. Ngoài ra, một loại hormone có tên là melatonin có thể dùng thay thế cho chiết xuất của cây nữ lang vừa nêu ở trên. Đây là một phiên bản tổng hợp của một loại hormone tự nhiên của giấc ngủ. Nó đặc biệt có ích cho những người bị mất ngủ vì những cơn đau mãn tính hành hạ. Liều dùng từ 1 đến 3mg uống trước khi đi ngủ. Lưu ý, bạn nên bắt đầu từ liều thấp trước khi tăng nếu thấy có nhu cầu. Bạn cũng có thể sử dụng xen kẽ giữa chiết xuất cây nữ lang Valerian và hormone melatonin với một loại chất khác có tên là acid gamma aminobutyric, viết tắt là GABA. Đây là một loại chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng ức chế các xung thần kinh và ngăn chặn các thông tin có tính chất căng thẳng dẫn lên não. Liều dùng 500mg khi đi ngủ. Lưu ý, uống xen kẽ với melatonin Valerian và với 5-HTP theo hướng dẫn dưới đây. Acid amine tryptophan, viết tắt là 5-HTP, chất này có tác dụng làm tăng chất serotonin, một loại chất đóng vai trò chính trong việc quản lý tâm trạng và trạng thái hạnh phúc và giúp có giấc ngủ tốt. Liều dùng uống 100mg khi đi ngủ. Lưu ý, bạn sẽ thấy có hiệu quả hơn nếu uống 5-HTP kết hợp với vitamin B6 hay với magie. Những sự rối loạn về giấc ngủ đôi khi cũng có liên quan đến những sự thiếu hụt về nhiều loại vitamin và khoáng chất, chẳng hạn như vitamin B6, B3, canxi và magie. Có rất nhiều trường hợp sau khi được cung cấp đầy đủ những chất thiếu hụt này đã ngủ trở lại bình thường. Sự sử dụng kết hợp giữa magie hoặc vitamin B3 với 5-HTP có thể đem lại kết quả điều trị rất tốt. Vitamin B6, B3, liều dùng 50mg vitamin B6 và 500mg vitamin B3. Lưu ý,
uống cả hai loại vitamin này với nhau khi đi ngủ. Canxi và magie. Liều dùng 600mg canxi và 600mg magie mỗi ngày. Lưu ý, uống khi đi ngủ cùng với một chút thức ăn. Ngoài ra, dưới đây là một số lời khuyên có thể rất có ích cho bạn để có những giấc ngủ tốt. Bạn nên đi ngủ vào một giờ cố định kể cả những ngày cuối tuần và nên đi ngủ trước 22 giờ. Khi nằm trên giường thì mục đích quan trọng nhất là để ngủ. Bạn không nên tiếp tục đọc tin tức hay xem TV ở trong trạng thái này. Tập thể dục, thiền và yoga đều đặn với các bài tập thích hợp. Không uống rượu bia, trà, cà phê và hút thuốc trước giờ đi ngủ. Tắm bồn với nước ấm, có hòa thêm khoảng 10 giọt tinh dầu oải hương trước giờ đi ngủ. Trước khi đi ngủ, bạn cũng có thể uống một ly sữa nóng, có hòa thêm một chút mật ong. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh dùng thuốc ngủ trong khi sử dụng các liệu pháp tự nhiên nói trên. Tránh sử dụng nhân sâm, gừng, hạt cola vì chúng dễ làm bạn mất ngủ. Chúc bạn ngủ ngon. Tạm biệt bạn. Cảm ơn bạn đã xem video, chia sẻ và mời bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để dễ dàng nhận được các thông báo kịp thời mỗi khi có bài mới.